Rau cần nha bà con. Bà con đã biết rồi, rau cần rất là tốt cho sức khỏe. Khi mà ai ăn rau cần, uống nước rau cần hay là sử dụng rau cần. Nhưng mà có riêng một số người có bệnh thế này, vui lòng không ăn rau cần để cho nó tốt cho căn bệnh của mình. Đó là những người và những bệnh thế này là không nên nha bà con, không nên, bởi vì nó không tốt gì cho sức khỏe của mình cả. Đó là người nhiễm dung sáng, bệnh vẩy nến, huyết áp, đau bụng, quinh nhiệt, các bệnh về da, liễu, ngứa ngáy trong người, bụng dạ yếu, hay bị ngộ độc. Vui lòng đừng ăn rau cần, đừng uống nước rau cần, đừng sử dụng rau cần để cho nó tốt cho sức khỏe của mình bà con à. Đó là những người nhiễm dung sáng, bệnh vẩy nến, huyết áp, đau bụng, kinh nguyệt, các bệnh về da liễu, ngứa ngáy, bụng dạ yếu hay bị ngộ độc. Vui lòng đừng sử dụng ăn uống gì rau cần cả để cho nó tốt và nó tốt cho sức khỏe của mình bà con à. Còn ngoài ra nó tốt đúng vậy không, nó tốt lắm, nó tốt cho sức khỏe của mình. Rau cần là nó có dưỡng chất vitamin B, C, albumin, đường canxi, bột pho, sắt, caro, axit, hữu cơ, thanh nhiệt, trừ phong, lợi thấp, giảm áp suất ăn. Nhưng mà tốt không phải ăn bao nhiêu cũng được, ăn rau cần là cách nhật và ăn bình thường như các loại rau khác là nó tốt và nó tốt cho sức khỏe của mình. Bà con ta chú ý vui vẻ mà sử dụng. Chúc bà con ta vui, trẻ khỏe đẹp. Nào 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 nào, xin chào.